Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Đài Lutheran TV phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Tim Lai. Xin kính chào bác sĩ Tim Lai. Chào bác sĩ Toán. Kính thưa quý vị, bác sĩ Tim Lai là bác sĩ chuyên môn về thần kinh, neurology, bác sĩ trẻ đã về với cộng đồng Việt Nam. Đây là điểm rất là mừng. Cảm ơn bác sĩ Tim Lai đã trở lại với cộng đồng của chúng ta. Và bác sĩ Tim Lai, tôi xin giới thiệu dùm khán giả đây, thì xin bác sĩ Tim Lai cho biết là hiện đi học, bác sĩ học trường y khoa ở đâu? Chào bác sĩ Toán, chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Trước tiên là cảm ơn bác sĩ Toán đã cho tôi cái cơ hội để mà lên đài Little Sài Gòn để mà trình bày về cái chủ đề thần kinh. Thì tôi học ở trường State University of New York ở bên Buffalo, học ở trường Medical School ở đó, rồi về lại UC Irvine để mà làm residency, làm internship, rồi residency là bác sĩ nội trú đó về thần kinh. Và rồi tu nghiệp thêm cái fellowship về neuromuscular medicine. Ok. Well, với cái background như vậy thì quý vị thấy là một cái background rất là tốt, một người đã tốt nghiệp ở bên Mỹ với tất cả những cái đòi hỏi rất là kỹ, tuyển chọn rất là kỹ của y khoa Hoa Kỳ, những trường đại học y khoa Hoa Kỳ, mà nhất là UCI thì chúng ta cũng biết là một trong những trường y khoa rất nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta, rất quen thuộc của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi rất là mong muốn quý vị nhân cơ hội này nên gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến thần kinh. Theo quý vị biết, tôi nói là gì, neurology là về thần kinh. Thành ra quý vị cứ câu hỏi thì tôi mong muốn quý vị gọi vào số 714-893-3264. Và đồng thời nếu quý vị không có cơ hội gọi vô thì xin quý vị email chúng tôi qua email address lstv@gmail.com. Thì trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu và câu hỏi. Dạ, ông cứ nói. Hello. Dạ, ông cứ nói đi. Dạ, xin chào hai bác sĩ ạ. Vâng, kính ông. Chào ông. Dạ, tôi tên là Minh, 72 tuổi, ở LA. Vâng. Thời gian qua thì tôi bị đau dây thần kinh ở bàn chân, thì đã 9 tháng rồi. Thì hiện nay cái chân thường xuyên là bị đau, bị nóng và có lúc bị tê. Thế thì mặc dù đã được bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa về bàn chân đấy cho uống các loại thuốc như là gabapentin 600mg, Simbota 20mg và Lyrica 150mg, nhưng mà cái hiệu quả thì cũng không đỡ là bao nhiêu. Thế thì có hai câu hỏi muốn xin hỏi hai bác sĩ. Thế thì nếu mà cứ uống thuốc thế này mà không khỏi thì cái hậu quả của nó như thế nào? Và nếu mà xin hỏi bác sĩ cái hướng điều trị thì rồi đây phải như thế nào để điều trị cái bệnh này? Vâng, thế này xin cảm ơn hai bác sĩ. Vâng, có hai câu hỏi trên. Vâng, cảm ơn ông. Trước khi chúng tôi trả lời câu hỏi của ông thì xin hỏi lại ông. Chuyện đầu tiên, ông có bệnh gì khác không? Ví dụ ông bị tiểu đường không? À, không bị. Ok, ông có bị cao áp huyết không? Cao huyết áp với lại cao mỡ ít thôi. Ok, cao huyết ông uống cái gì vậy ông? Cao huyết áp thì uống lisinopril. Ok. Bao nhiêu miligram vậy ông? Khoảng 20mg. Ok, ngày một viên. Rồi còn về cao mỡ thì ông cao mỡ. Cao mỡ thì uống simvastatin. Bao nhiêu miligram vậy ông? 20mg. Ok. Đó là chỉ hai thứ thuốc ông uống thôi phải không ông? Không, ngoài ra thì có uống thuốc bao tử với lại thuốc nó thuộc về acid reflux. Ok, thuốc bao tử phải không ông? Ông uống có uống như là ví dụ như omeprazole hay là ông uống Zantac hay gì không? Ông uống Dexilin. Dexilin, ok rồi, là PPI rồi. Còn uống gì nữa không? Uống aspirin gì không ông? Không có aspirin, uống Dexilin buổi okay. sáng và uống Pepcid buổi tối trước khi ngủ. Ok, nào ông nói ông đã từng uống gabapentin 600mg ngày 3 lần phải không? Dạ. Rồi ông uống Simbota
Ngày mấy lần, một lần hay hai lần? Gabapentin thì ngày 3 lần. Đúng rồi, Cymbalta. Trong quá trình điều trị thì cứ uống thuốc này là chuyển qua thuốc kia, lại chuyển qua Lyrica. Lyrica uống 150. Vừa qua 9 tháng thì cứ thay đổi nhau mà. Vâng, bây giờ thì một Lyrica uống 150 ngày 2 lần phải không? Dạ. Yeah. Còn Cymbalta uống chắc uống 30mg ngày 1 hoặc 2 lần phải không? Uống có một lần thôi. Ok, một lần Cymbalta 30mg này một lần mà không hết. Bây giờ trở lại thì tôi xin tóm tắt lại hỏi bác sĩ. Lyrica uống 150mg cũng không hết, cho nên là bác sĩ chuyên khoa, như là bác sĩ gia đình cứ mỗi từng thời gian một thì lại cho okay. Rồi câu hỏi cuối cùng. Vâng. Cymbalta. Bây giờ câu hỏi cuối cùng. Lyrica. Vâng, bây giờ cũng không đỡ là bao nhiêu thì bây giờ hướng điều trị thế nào, xin hỏi hai bác sĩ. Vâng, vâng, thì trước khi bác sĩ Tim Lê trả lời để tôi tóm tắt lại. Một bệnh nhân ông Minh đang hỏi. Ông bao nhiêu tuổi, bảy mấy tuổi phải không? Ông Minh, ông bao nhiêu tuổi tôi quên rồi. Em 72 tuổi. Rồi, ông Minh 72 tuổi ở LA. Ông chỉ bị bệnh cao huyết và bị tiểu đường. Thì thuốc ông là bác sĩ Tim Lê anh biết rồi. Thì cái chuyện đầu tiên đó, thì muốn hỏi là ông đi bộ đó, ông đi một khúc nó có đau theo chân, ông đau bắp chuối không? Hay là không đi bộ không sao cả phải không? Đi bộ cũng hơi hơi đau nhưng mà... Đau bắp chuối không? Là... Ông đi bộ có đau bắp chuối không? Không đau bắp chuối, chỉ cái bàn chân nó tức tức và đau đau, hơi đau đau. Cái bàn chân. Có khi nào bàn chân, cái ngón chân nó bị tím không vào mùa đông không? Không ạ, không có hiện tượng gì, không có biểu hiện gì khác. Rồi, bác sĩ Tim Lê. Bác bị đau một chân hay hai chân bác? Cả hai chân ạ. Cả hai chân. Bị đau, bị nóng rồi bị hơi tê, có lúc nóng mà thường xuyên. Mà nó đau dưới bàn chân phải không? Bàn chân và cái mu bàn chân cũng có nhưng mà chủ yếu là bàn chân. Ok. Và cái này là tại vì bác bị tiểu đường thì bác bị tiểu đường không, không lâu không, rồi. Không, không bị tiểu đường, bị hypertension. Okay. Yeah. Cao huyết thôi. Cao huyết áp thôi. Ok. Yeah. Bị cao mỡ. Vậy thì cái này là rất là cái vấn đề mà neuropathy là rất là gọi là common đó. Thông thường. Yeah. Thì thường thường mà bác sĩ không biết bác sĩ gia đình đã cho thử mấy cái loại vitamin chẳng hạn như B12 hay là folate có thể có bị thiếu không ạ? Có bị thiếu không á? Thường thường như mà ông nghe rõ không ông Minh, như bác sĩ Tim Lai có hỏi lại ông là bác sĩ gia đình có cho thử coi ông có thiếu vitamin không, như vitamin B12, vitamin folic acid mấy cái đó phải không? Thường thường kèm theo về vitamin B12 có kèm theo cả cái folic acid hàng ngày. Uống cả hai thứ. Uống cả không, bây giờ hiện nay thì uống folic acid thôi. Ok. Yeah. Vậy thì tại vì trước khi mà mình đổ lỗi cho bác sĩ là bác không có bị tiểu đường thì cái 1/3 cái trường hợp về neuropathy á, là người ta gọi là không có nguyên nhân á, là idiopathic. 1/3 là do tiểu đường, còn 1/3 là có những cái nguyên nhân mà mình có thể là trị hoặc khi mà tìm ra mình có thể là address những cái underlying causes, mình có thể trị được cái đó. Thì không biết bác sĩ gia đình đã thử mấy cái vitamin coi có thể thiếu hay không. Nếu mà chưa thì có thể là bác có thể xin bác sĩ gia đình thử những cái đó. Bác sĩ gia đình có thử rồi. Cái trường hợp thứ hai nữa là có nhiều người mà bị chẳng hạn như bị nhức thôi chứ không có bị yếu tay chân, chỉ bị nhức thôi á, cũng có thể là do cái small fiber neuropathy. Thì những cái dây thần kinh mà nó dẫn những cái đau đó, những cái spasticity cảm giác đó nó bị ảnh hưởng nhưng mà nó không có làm cho bị yếu chân đi. Thì những cái trường hợp như vậy là khó mà chữa, thì không bây giờ vẫn là chưa có cái cách chữa, chỉ là mình chỉ address chẳng hạn như mấy cái symptom chẳng hạn, mình làm cho nó đỡ đau thôi. Thì bác đã uống thuốc gabapentin rồi thì cái 600 3 lần một ngày thì cái đó là con nghĩ là không có lên trên nữa, tại vì lên nữa nó không có lợi nhưng có thể làm cái side effects. Thì chỉ là con nghĩ là cái trường hợp này là chỉ là mình thay đổi những cái thuốc thôi để mình cho chẳng hạn như Lyrica thì nó có thể là nó mạnh hơn là Lyrica 150 ngày 2 lần đủ chưa hay có muốn tăng được nữa không? Cái đó là có thể là tên 150 2 lần một ngày. Thì có thể tăng lên 300. Nhưng bây giờ câu hỏi của ông là bây giờ uống lâu ngày có sao không? Bây giờ như gabapentin thì bác sĩ trả lời rồi, không nên uống lâu ngày. Ngược lại hai cái bây giờ cứ uống thế này không khỏi thì cái hậu quả của nó có thể dẫn tới có một cái hậu quả xấu cho vấn đề mất cảm giác hay là sau này nó sẽ không đi lại được không? Không, tại vì nếu mà con nghĩ là nếu mà cái này là small fiber thôi á, neuropathy thì không có ảnh hưởng tới cái strength. Bác sĩ Tim Lai cũng muốn làm EMG, cần làm EMG không? Nếu mà chẳng hạn như nếu mà thường thường á mà yếu chân nữa thì có thể là làm cái EMG.
Còn mà chẳng hạn như bác mà chỉ tê là thôi. Tê thôi á, mà không có yếu, mà mấy năm rồi mà không có xấu đi á, thì không cần phải làm EMG, tại vì thì cần EMG uống thuốc, tiếp tục uống thuốc thôi. Có cảm thấy nó yếu, cảm thấy nó mỏi đi đấy, cũng nó mỏi. Dạ. Nếu mà bác thấy mà yếu đi, cái chân yếu đi thì có thể là làm EMG để coi thử nó có phải là bị neuropathy hay không. À, cái trường hợp EMG thì làm ở đâu ở thưa bác sĩ? Cái EMG thì cái bác sĩ chuyên môn, chuyên môn về neurology, về neuromuscular chẳng hạn như thì bác sĩ tâm lai chẳng hạn. Thì con cũng có làm cái EMG ở phòng mạch, thì OC Neurology and Neuromuscular Center, thì con có làm cái EMG đó. Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đi xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện với quý vị off air